chó cắn lưỡi tự tử vì biết sắp bị giết. Tháng trước, tháng 8 năm 2014, tôi có đến nhà chơi một anh bạn làm nghề thịt chó ở Cao Hạ, cái làng nổi tiếng nhất Đức Hạ Thành về nghề giết mổ. Anh bạn này trước đây hai vợ chồng làm nghề thịt chó, chồng thịt chó và chế biến, vợ mang ra chợ bán. Theo như anh kể, trước đây hai vợ chồng anh mỗi ngày thịt khoảng 3-4 con, ngày cao điểm thì năm sáu con nhưng đến đầu năm ngoái hai vợ chồng anh không làm nghề thịt chó nữa vì sợ chó báo oán gây chết hàng loạt các ông chủ lò mổ gần đó anh kể anh làm nghề này cũng lâu rồi trước đây thì chẳng sợ gì cả nhưng biết các đồng nghiệp của mình hàng loạt chết bất đắc kỳ tử cũng làm anh sợ hãi mà bỏ nghề anh kể cho tôi nghe về cái chết kinh dị của những người bạn anh có người thì đun nước thịt chó không hiểu làm sao mà đầu chui vào nồi nước sôi mà chết. Có người thì dùng quạt điện thổi rơm hung chó thì bị điện giật chết cứng. Chết co quách như con chó bị thui, mồm há hốc, mắt trợn ngược. Trên tay vẫn còn ôm cái quạt điện và những cái chết bất đắc kỳ tử khác. Tôi nghe xong mà rợn tóc gái. Anh nói những người làm thịt chó như anh thì đi từ xa, chó nó nhìn thấy đã sủa rồi có con còn chưa thấy bóng nó đã chạy mất tích có con thì gầm gừ lao vào cắn người làm thịt chó nào cũng thế chó nó rất sợ cứ như bọn chó nó ngửi thấy mùi sát khí vậy tôi nghe anh kể cũng ngầm hiểu nguyên do vì sao trò chuyện với anh hồi lâu tôi dần dần dẫn dắt anh vào các câu chuyện nhân quả báo ứng để cảnh tỉnh anh tôi kể cho anh nghe về những câu chuyện tiêu biểu về quả báo sát sinh mà tôi đọc được hay nghe người khác kể lại. Là chuyện thiêu chết mèo mẹ mẹ, sáu người con bị bệnh nhũng xương. Nào là chuyện ăn ba ba, sinh con ba ba. Và cuối cùng tôi kể anh nghe chuyện quả báo của ông chủ nhà hàng thích dùng động vật sống để mua vui cho khách. Tôi kể mà anh gật đầu, gật đầu không nói một câu nào. Có lẽ thâm tâm anh cũng một phần đã hiểu phải làm thế nào. Anh nghe xong chuyện tôi kể, chậm rãi nói với tôi Con chó thật sự nó cũng có tâm tính như con người em à Trong suốt cuộc đời làm thịt chó của anh Có một con chó làm anh không thể nào quên được Tôi nghe đến đây bắt đầu tò mò hỏi anh về chuyện con chó đó thế nào Anh kể vài năm trước có một gia đình trên phố cổ Gọi anh đến bán con chó nhà họ Bởi vì con chó nhà họ quá dữ Chủ nói nó không nghe Càng to thì nó càng ác vì họ sợ nó gây họa nên gọi bán cho anh về thịt. Hôm đó anh đến nhà, tay cầm cái gậy thòng lọng, gậy chuyên cột cổ chó để kéo. Con chó không như mọi lần, đỡ khách vào đến nhà mới chậm ra cắn. Vừa nhìn thấy anh, hình như nó cảm thấy cái sát khí của người thịt chó. Nó phi từ trong nhà ra cổng, lao thẳng vào mặt, định cắn cổ anh. Anh nhanh tay dùng cái gậy trong tay, vung một cái vào mõm nó Lúc đó nó mới sợ chạy thẳng vào gầm giường, gầm gừ. Anh nói con chó này thuộc dòng chó xù cỡ bự, khoảng 40 cân. Chó 40 cân rất to như bẹt dê đức vậy. Cuối cùng anh cũng bắt được nó mang về nhà, nhốt vào lòng. Anh nhốt nó chung với các con chó khác. Mấy hôm sau, anh đứng gần chuồng chó nói với vợ. Tối nay làm thịt con chó to kia để mai em đi chợ phùng khoang bán. Vừa nói dứt câu, trong chuồng ăn oẳng tiếng kêu của các con chó khác anh và vợ quay ra nhìn thấy con chó bự nằm ệt ra mồm học máu tươi anh kéo ra và kiểm tra mới biết con chó cắn lưỡi tự tử chết anh chị lúc đó mới thật sự kinh hãi chó biết nó sắp bị giết không muốn bị đập chết mà cắn lưỡi tự tử thật không thể tin nổi tôi nghe anh kể mà cũng thấy nổi hết gai ốc trước nay tôi nghe thấy người cắn lưỡi tự tử vì sợ bị người ta tra tấn vì út hận chứ chưa từng nghe chó cắn lưỡi tự tử bao giờ thật sự là làm người nghe cũng phải suy ngẫm sau khi con chó cắn lưỡi chết vì tiếc của vốn bỏ tiền ra mua nó về bán nay mà không thịt thì lỗ to anh chỉ quyết định vẫn thịt và chế biến như các con chó khác anh nói con chó này đúng là rất thiên đến thịt của nó cũng không bán được anh kể mỗi lần thịt chó xong anh sẽ cho cả con vào nồi hấp chín sau đó mang cả con ra chợ bán thịt chó hấp nhưng thật kỳ lạ không hiểu tại sao hôm đó sau khi anh cho chó vào nồi hấp thì vào nhà nằm ngủ và ngủ thiếp đi ngủ mê man không biết gì cứ như bị uống thuốc ngủ vậy khi anh tỉnh dậy chạy ra xem nồi chó hấp thì thịt chó đã nhão như bùn không thể bán được nữa tôi hỏi thế rồi anh xử lý thế nào với nồi thịt chó này anh bảo anh chị cũng sợ lắm chú ạ à. con này không phải con chó bình thường cho nên anh quyết định đổ cho lợn ăn hết chứ mình không dám động một miếng tôi nghe xong trong lòng nghĩ thầm có lẽ phúc dòng họ nhà ông này còn lớn nếu mà ăn nọ thịt chó này không biết chừng cả nhà gặp đại hòa xưa nay chó là con vật sống hiền hòa và gần gũi với con người nhất con chó một khi đã nuôi Chúng trung thành với chủ tuyệt đối, dù nhà chủ có nghèo, có đói, chúng cũng không bao giờ bỏ đi, luôn làm đúng bổn phận giúp người trong nhà, bảo vệ tài sản cho chủ. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, rất ít khi thấy người ta mang chó nhà mình đi thịt để ăn hay bán cho người khác lấy tiền. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng người xưa quý chó như người trong nhà, chủ ăn ngô thì chó cũng ăn ngô, chủ ăn khoai, chó cũng ăn khoai. Hai bên người vật trở thành mối thâm tình sâu sắc. Có nhà nuôi chó, đến khi nó chết cũng không nở mang nó đi bán, đem nó đi thịt, dù nhà rất khó khăn. Chó xưa và người xưa phải chăng khác ngày nay. Nhưng ngày nay thế sự đổi đời, con người càng ngày càng tàn ác. Người ta nuôi chó, đợi chúng lớn lên thì bán lấy tiền, bán cho người ta thịt. Người ta nuôi chó, đợi nó béo, rồi rình rình cầm chạy đập nó một phát, chết lăn quay ra giữa nhà những cảnh tượng đó tôi đã từng chứng kiến quả thực con người thật tàn ác vì miếng ăn vì đồng tiền mà có khi không những chó cũng đập chết cũng bán lấy tiền đến người họ còn đập chết còn bán lấy tiền đó thôi con người thật sự đòi bại rồi viết đến đây lòng tôi nghẹn lại xót thương thương cho những con vật kia bị người ta giết hại thường cho những con người khốn khổ kia vì vô minh mà gây họa nhân quả luân hồi cứ mãi mãi như vậy biết bao giờ chấm dứt đây tôi là người tuy mới giác ngộ và tin Phật pháp không lâu nhưng một phần thấu hiểu được các nghiệp của mình mà biết hối cải chuộc tội nay mong mỏi có thể thông qua những câu chuyện mà chính tôi trải nghiệm để khuyên mọi người Hy vọng ai đó khi đọc được những dòng tôi viết này mà biết hối cải hành thiện. Hỡi các anh em, bạn bè, tín hữu gần xa, hãy buông tay xuống, hãy tha mạng cho chúng sinh, đừng vì miếng ăn, đừng vì chút tiền mà sát hại động vật. Chỉ cần các bạn buông tay hối cải, cải ác hành thiện, lấy đức chuộc tội, chỉ cần như vậy thôi cũng sẽ làm thay đổi vận mệnh không những của bạn mà cả đời con cháu và những người xung quanh bạn. Hãy buông tay, hãy buông tay, quay đầu là bờ. Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Người chân voi Thái Tiên Sinh năm nay 67 tuổi. Người Triều Châu năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm sinh hoạt bị ép ngặt. Thì thanh niên, ông Ly Hương qua nước Thái Lan mưu sinh, thì đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân vôi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. Mười năm trước, Ông theo đoàn du lịch đến biển Đông Bắc Trung Quốc Du Ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gỗng, vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân ngỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái Tiên Sinh học cách chế biến chân ngỗng. Tại trên cái bằng sắt, chung quanh có lan can bao kính. Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kính đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên như cuồng phong bảo vũ nó liều mệnh mà nhảy chỉ có nhảy và nhảy thôi sau đó nó nổi cùng tông lung tung cố dương ra hết ga phát ra tiếng kêu thê thảm ai oán rồi té xuống bây giờ hai chân nó bỗng đỏ sưng vù nhưng chưa tắt hơi thái tiên sinh thấy vậy liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi ngỗng đau đớn ngất xỉu rồi tỉnh dậy lại tiếp tục hôn mê rồi chết nhưng lúc này thái tiên sinh bất quản chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch rồi nấu với thuốc chụm lửa riu riu theo truyền thuyết khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân thịt ngỗng cũng biến thành vô vị không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu, khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồi. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hạng mồ hôi dầm về. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ác là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống, nhốt trong bằng sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ, thì tim kinh thịt rung. Bớt giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình, Ôi chao Giống hệt như chân ngỗng Vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong Thì bị cắt đi vậy Chính do thèm khát ăn chân ngỗng Mà ông đã tạo nhân ác Nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ Báo ứng Báo ứng Không ngờ Nhân quả báo ứng nhanh đến như thế Bây giờ lương tâm tỉnh giác Ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng Quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối ông phát thệ nguyện từ ngày nay trở đi không sát sanh không ăn thịt nguyện thanh khẩu trường chay ăn chay đến chết bà vợ ở bên cạnh cùng phát nguyện ăn chay theo ông nói ra cũng lạ kể từ sau khi ông hướng trời sám hối lập nguyện xong chân không còn sưng đau nữa chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này, làm bằng, để cảnh giác người sau. Chứ vì dục vọng ham sướng bị nhất thời mà sát sinh, phải biết, thức ăn vừa qua cô họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như Thánh xưa từng nói, hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu, báo ứng của thiện ác, như bóng tùy hình. Thái tiên sinh nếu được, thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp, nghiệp hết, bệnh trừ bắt rắn mối ngô tiên sinh là hoa kiều ở thái lan là thương nhân thu mua thổ sản do nguồn vốn ít nên chỉ có thể mua liền bán ngay vì vậy lợi nhuận không nhiều gần đây có người giới thiệu ông thu mua rắn mối lợi nhuận rất cao nhưng ngô tiên sinh chỉ làm có ba tháng thì không chịu làm nữa bạn bè điều tiết cho ông gặp việc có lời cao mà không chịu tiếp tục lại cam tâm đi làm những việc kiếm lời ít oi như thu mua hành tỏi nhưng ngô tiên sinh vẫn không hề tiếc ác hẳn là có nguyên nhân vì sao thu mua rắn mối lợi nhuận hết sức cao thế thì phải bàn từ món rượu tắc kè đại bổ trong bản thảo của danh y lý thời trần ngày xưa có viết tắc kè bổ phế ích khí bổ thận ít tinh huyết, định suyễn, ngưng ho. Đông y trị đàm suyễn đều dùng tắc kè làm thuốc chính. Nhân đó, mặt hàng dễ bán trên thị trường là rượu tắc kè đại bổ. Tắc kè được mua về, bào chế với thuốc và ngâm rượu, nhu cầu càng ngày càng tăng. Tắc kè bị bắt quá mức, hầu như sắp tuyệt chủng. Thế là hiệu thuốc bèn cho dùng rắn muối thay thế tắc kè bây giờ ở trung quốc rắn mối bị bắt cũng gần tuyệt chủng cho nên nhà thuốc bèn chuyển hướng thu mua rắn mối ở thái lan nông dân miền đông bắc thái lan những lúc rảnh vụ mùa thì xúm nhau đi bắt rắn mối để gia tăng thu nhập có người thậm chí bỏ luôn nghề nông chuyển sang nghề bắt rắn mối làm giàu trong đây có nhà tố vượng là bằng chứng điển hình vợ chồng tố vượng và con trai tổng cộng là ba nhân khẩu. Ngày xưa họ rất nghèo, phải thuê ruộng mà làm. Nhưng từ khi chuyển qua nghề đi bắt rắn mối rồi, thì trong vòng ba năm ngắn ngủi, họ đã có hơn mười mấy mẫu đất, còn mua được một chiếc xe vận tải nhỏ, có lợi nhuận nồng hậu đến như thế này, dân làng đều ham. Thế là phong trào bắt rắn mối dần cao như thủy triều. Nhưng mà nông dân mỗi ngày có bắt nhiều lắm, thì chỉ được hơn mười con rắn mối trong khi tú vượng giàu có thấy rõ y còn có tiền gửi ngân hàng bởi vì ngoài việc từ bắt rắn mối ra tú vượng còn thu mua rắn mối sống của dân làng bắt được đem về sấy khô sau đó mới bán đi số rắn mối chết trong tay gia đình tú vượng ước tính có tới mấy trăm có hai nguyên nhân thúc đẩy ngô tiên sinh bỏ nghề thu mua rắn mối nguyên nhân thứ nhất hôm nọ Ngô Thi Sinh tình cờ đi ngang qua nhà tố vượng, chứng kiến cảnh tố vượng làm rắn mối khô. Rắn mối sống được y bắt và thu mua đem về, sau đó dùng dao mổ bụng, môi nội tạng nó. Nhưng lúc này, rắn mối vẫn chưa chết. Tố vượng bèn dùng que tre vót nhọn, đâm xuyên qua miệng nó, thẳng tới đuôi, khiến nó không ngừng dãy chùa. Đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào người Sau đó Tố vượng mới đem rắn mối đi phơi nắng Khi ngô tiên sinh Chứng kiến hoặc cảnh tàn dẫn này Ông không khỏi rùng mình Bèn quay đầu đi thẳng Không dám ngó lại nữa Nguyên nhân thứ hai Vào tháng ba năm nọ Nước Thái Lan hàng năm có lễ tát nước Toàn quốc đều được vui chơi Hôm đó Ngô tiên sinh từ Chiang Mai Về Bangkok khi qua con đường đèo vùng núi ông chứng kiến một tai nạn bi thảm chiếc xe vận tải nhỏ bị lật nhào xuống vực sâu ven lộ hiện trường có ba người chết đó là gia đình tố vượng gồm hai vợ chồng và đứa con trai hôm đó mặc dù là lễ tát nước nhưng tố vượng vẫn không nghỉ làm tiếp tục lái xe đi thu mua rắn mối kết quả cả nhà bị tai nạn ngay trên con đường đèo Xe hoàng hóa lật nhào xuống vực sâu, vợ con tú vượng bay ra khỏi xe, chết không toàn thay. Lúc chết, mắt vẫn còn dương to, trợn trừng, giống như đôi mắt rắn mối lúc chết vậy. Càng kinh khủng đến không dám nhìn nữa là bản thân tú vượng, y từ trong xe bay ra nhanh như đạn bắn. Không nghiêng, không lệch, lại nhẹ rơi xuống đúng ngay cọc cây trút nhọn mà công nhân sửa đường vừa chặt phía vực sâu ven đường. Tố vườn bị gây xuyên thẳng qua miệng tới hậu môn, thảm trạng giống y như tố vườn đã làm với những con rắn mối. Ngô tiên sinh tận mắt chứng kiến thảm cảnh nhà tố vườn chết quá kinh khiếp. Ông sợ đến nỗi gai ốc cùng mình, chỉ biết buộc miệng nói. Bảo ứng, đúng là báo ứng. Từ đó, ông bỏ hẳn nghề liên quan đến mua bán động vật. Cá câu người, có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện, nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày Chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám đều đã khám xong, nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuốn quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo. Có người bị mắc xương cá nơi yết hầu, đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho. Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đang ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ. Theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể, thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi. Mặc dù người bệnh đã chết, nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện, cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua, mưa lớn. Đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước. Cá tôm có đầy, nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng quá mừng, bèn bước vội tới bắt cá chép. Lúc này, tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra nhưng đã quá muộn cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu kéo ra không được loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng thái lan thân mập dài khoảng hai ba thốn vậy nó màu hoàng kim sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn nhưng kéo ngược lại thì vẫy sẽ thành những mốc câu ghim chặt vì vậy khi thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các móc câu này phát huy đại tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trút đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn, con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng thịnh để đem cá ra. Nhưng vô phương, đành dương mắt nhìn thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu xe taxi tới, chở thịnh vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở. Lúc này y viện đang phẫu thuật, Bác sĩ rạch cổ tịnh, lấy ra con cá giết núi. Nó vẫn chưa chết. Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện. Hớm thịnh nói. Nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ. Người hãy xuống ao nước để lánh đi nha. Còn thi thể của tịnh thì người nhà lãnh đem về. Thịnh bị mắc cá sống chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết 7 ngày thì đem tiêu. Thình chết trẻ bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho thịnh, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa. Thực sự quá bất ngờ, và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông Thông, ba của thịnh, cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ, y như thế, và do nuốt nhổ không xong, vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong giống y chang kiểu chết của thịnh đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh bởi vì hôm đó gần tối mới cứ hành lễ hỏa táng thân hữu đều đến dự ông thông ba của thịnh muốn chuẩn bị tiệc đãi khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá để tiện bắt cá tôm trước tiên phải tát bước nước trong mương đi lúc đó cá lớn, cá nhỏ bị dồn ép, chen nhau quẩy đạp không ngừng, cứ dùng rọ mà chụp bắt nó. Ông vừa bắt cá, vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh. Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ, thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ dẻo dai đã chui thẳng vào yết hầu trụ tại đó không thèm đi tiếp nữa ông thông được người bồng lên bờ mương lúc này hai mắt đã trợn trắng trên đường đưa đến bệnh viện thì ông tắt thở đây thật là chuyện lạ có một không hai nên được đồn vang khắp toàn thôn toàn huyện rồi toàn tỉnh y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông thông việc này phải nói là chấn động và khó hiểu vì vậy viện trưởng đến nhà tang quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong bảy ngày lại bị cá sống hại chết té ra gia đình ông thông tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây hãy rảnh vụ mùa thì bắt cá nuôi cá làm nghề phụ nếp nhà nhờ đây mà giàu có ông thông bắt cá phơi khô đem bán nghĩa là khi bắt cá còn sống ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó mỗi que đâm từ năm đến mười con ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng mỗi sâu cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ từ tổ phụ đến thịnh là bốn đời chuyên làm như vậy Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm ý khẩu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn. Thủ đoạn tàn dẫn, thảm đến chẳng nở nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh, người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người có thể nói nhân quả xoay chuyển rất công bằng xin mọi người cảnh giác ngàn vạn lần Chứa nên treo nhân ác bình của văn lai tại một bệnh viện huyện nọ ở thái lan bác sĩ viện trưởng kim thường vụ chuyên khoa kim cầm dao mổ lần nọ viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện Viện trưởng nói Từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ Chưa từng gặp qua Cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này Cười bị bệnh kỳ lạ đó Trong vòng 3 năm Thì bị mẫu hết 5 lần Và mỗi lần nghiêm trọng hơn Cuối cùng Thì ngay cả tay chân Đều phải bị cưa bỏ Biến thành người tàn tật Còn một tay một chân Vì bệnh lạ này tên là Văn Lai một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tai làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện, chỉ rịch thuốc cầm máu, cho là không có việc gì. Nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong, chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại chín ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển chu ngoạn. Thật không may, lại bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau, chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp x quang, thì phát hiện độc lan tế xương phải khắc bỏ ngón chân út để được an toàn. Thời gian chưa được một năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau. Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp x quang. Ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bú. Cần khắc bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật. Vạn lai gặp bất hạnh. Nhiều người đều xôn xao bàn tán. Nó quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến. Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen thế phát làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ thế phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 4-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên bình Văn Lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhẹ ngay vết thương nơi cái chân bị khưa của văn lai mà cắn cho một phát. Văn lai đào quá, hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói, chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thay không có linh hồn. Cho nên con chuột mới dám cắn họ mọi người bàn tán um trời khiến văn lai thêm hoảng kinh bất an anh thầm nghĩ có lẽ mình không còn sống lâu nữa mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp hơn nữa ở chỗ hai vết thương bị cưa nơi tay và chân cứ âm ỉ ngứa đau mãi thế là văn lai bèn tới y viện khám Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói Không xong rồi Phim chụp ít quan hiển thị Có hai chỗ vết thương Đều bị độc cũ lan đến xương Giống như lần trước Ung bú đã lây lan rất xa Nếu không cắt cánh tay và ống chân Thì không được Vậy là lại phải cắt bỏ Tay tính từ khủy cánh tay trở xuống Và chân Cắt từ đầu gối trở xuống Trong vòng ba năm Chỉ mình văn lai thôi Mà bác sĩ phải khai đau động thủ đến năm lần Bác sĩ viện trưởng người đứng mổ cho bệnh nhân nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch thân thế văn lai và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau văn lai 43 tuổi làm nghề nông kim công dân xây dựng bình thường tính ưa uống rượu ưa ăn cá sông đặc biệt thích ăn các loài rùa ba ba vân vân Văn Lai nghe người ta nói, nếu như ai ăn từ 10 đến mươi con ba ba, thì suốt đời không bị phong thấp, hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm, bổ dương. Vì vậy, mà anh thường ăn ba ba xào ớt. Phối hợp với một bình rượu trắng, Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng điện. Suốt 20 năm nay, anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm, văn lai ra chợ mua một cụ ba ba to khủng nặng tới mười mấy ký anh mừng như bắt được vàng cụ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản thế là văn lai đang nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu cắt ba ba ra ăn dần bởi vì rùa và ba ba có loài tuổi thọ cao giỏi chịu đựng nên sống rất lâu khó mà chết ngay được nếu như nhốt nó không cho ăn thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của văn lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng, thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó, cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm sẽ bị ác báo, nhưng anh bất kể chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị khắc, cư ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết, đây là báo ứng hiện đời đang dán xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng. Bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ, rồi viết ra câu kết luận. Y học vô phương giải thích, những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy. Tiểu, Tiểu Thư khỉ. khỉ Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ lưu, cử hành hôn lễ. Tân Đường là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai, like, mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân dân bái đường xong, Cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách Thì một người đều sáng mắt lên Không hẹn mà đồng thuốc ra một câu Tần đáy lòng Trời ơi Tân nương đẹp quá trời luôn hả Ừ trời ơi đẹp như đúng là đổi. mỹ nhân vậy đó Đẹp trời quá, đẹp hả? quá hả? Thế nhưng Mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này Lòng đầy hiếu kỳ Rất muốn tìm hiểu Tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao Té ra mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể các nhân sĩ gần đó nghe danh bến bộ đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan nhiều người tha thiết xin kết hôn thậm chí một thanh niên phú gia ở nước mã lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân nhưng gia nhân viện cứ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm bỉ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đuôi, nam nữ chung quanh, ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo điều đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường, nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bác như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được, và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng bừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm đó, chồng nàng ra chợ, gặp thờ săn trối một con khỉ rau bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được bảy tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó, chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ chân đất quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng không khởi chút từ tâm dương giao lên toàn mổ tim nó trong giây phút bên bờ tử vong con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao tay trái nắm chặt lưỡi dao dùng toàn lực chống đỡ cái chết nhất quyết không buông tay người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm khóa chặt nên nó bị đứt lìa hai phần ngón, bốn ngón chỉ còn lại hai lông cuối, tính từ khớp xương trở vào. thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu trồng dừng tay. "Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi." con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu từ quỷ môn quan giành đại bạn sống trở về nó ráng chịu đau đớn đoạt cửa mà chạy trước khi ra khỏi cổng nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng ánh mắt đầy oán hận rồi nó biến đi biệt tâm biệt tích từ đó trở đi cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn chỉ ăn toàn rau đậu hũ người nhà lo nàng không đủ chất bổ lén bỏ nước thịt vào nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngủ quan trong rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện, tay trái của bé chỉ có một ngón cái, và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói. Đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó, không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời trộm công, công giảm, giảm liệu hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh gôn chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập đã trộm công là giảm liệu chắc chắn sập nếu giảng lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có hai con trai, đứa đầu tên Trương Kim Sùng, là kỹ sư thiết kế kiến trúc. Còn đứa út tên Trương Tất Khoan, kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tổn phí rất lớn. Các cổ đông trong hai thế lực hát bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là chim tụ thành thuộc loài khổ học xuất thân nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên chỉ đáng tiếc là y không tự trọng không biết giữ thân trong sạch tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác dối lừa ăn hối lộ vu oan hại người giỏi nói suông nhưng làm tồi vân vân khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng, thì phải chi cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế khôn dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương tức Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. tức Khoan bị họ ép hợp tác khổ không thể nói đành bấm bụng để tụ thành nắm quyền thế là tụ thành tha hồ thao túng, việc trộm công giảm liệu y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định lấy được giấy phép dễ dàng tụ thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kính như bưng ác là khó ai dò ra dấu vết nhưng người tính không bằng trời tính năm sau khi chung cư xây hoàng tước Đài Nam phát sinh ra thủy tai phong tai nghiêm trọng khi thủy tai qua rồi chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn trong một buổi chiều ngô có ốc bất ngờ đổ sập gạch ngói bay tứ hướng và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai do vậy họ đích thân chứng kiến hết liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra chim tụ thành gian trá liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng. Trương tất khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu Trung ương nhờ xử lý không bằng và được an nhiên vô sự. Riêng tức khoan trung hậu, không biết hối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết tụ thành, tính rất giảo hoạt và mô mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ tụ thành là chim mộc căn cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hãy tụ thành tiếp được công trình, thì giao cho chim mộc căn xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng, mà các công trình mộc căn nhận được, đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn kim sùng hiểu được bèn hẹn gặp riêng một căn đề nghị hợp tác làm ăn kim sùng nhận công trình xong thì giao cho một căn xây lợi ích chia đều không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả một căn nghe thích lắm vui vẻ hợp tác tin này truyền đến tai chim tù thành y thập phần tức giận cảm thấy kim sùng và một căn dám vong ân bội nghĩa với mình nên ngay tối hôm đó y dẫn theo sáu tên xã hội đen đến nhà kim sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám giang kết quả tụ thành nổi danh cáo già trừ việc bị cách chức ra pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành tuyên phạt y một năm rưỡi tù giam khi tụ thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây do y điều khiển vô số công trình rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo mỗi lần có sự cố phát sinh sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng nhưng sau khi tụ thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù tụ thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật, là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ, bỗng phát sinh sụt lúng, rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian, vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó, cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông thành do ông thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu và tùy chiêu này đã được ông truyền cho con trai Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tùy chiêu này để báo đáp cha con ông đây gọi là báo ứng trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu trong xã hội bây giờ bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực danh vọng mà bán rẻ lương tâm hãy xem đài loan năm 92 bị đài địa chấn tứ xuyên vấn xuyên bị đài địa chấn làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân hợp tác làm gian dối khẩu thả rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm hy vọng nghe xong câu chuyện có thật này các vị sẽ giữ lòng hướng thiện nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang thì hại người vẫn là hại mình khó thoát khỏi báo ứng rủi ro bởi vì đồng tiền bất nghĩa dù do chính tai bình hay con cháu tạo ra thảy đều vô phương hưởng dụng